Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trong 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, có khoảng 285.000 lượt khách tham quan du lịch tại thành phố Cần Thơ, doanh thu đạt khoảng 315 tỷ đồng. Theo đại diện làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh, nhờ kỳ nghỉ lễ dài nên từ ngày 27 tới ngày 1 tháng 5, có trên 20.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ tại đơn vị, tăng khoảng 20% so cùng kỳ năm trước. Còn theo Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Cồn Sơn, lượng khách năm nay đến tham quan trải nghiệm mô hình du lịch cộng đồng tăng hơn 60% so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngoài tăng cường nhân sự phục vụ, đơn vị còn chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh an toàn cho du khách khi đến với xứ Cồn. Theo thống kê của ngành chức năng thành phố Cần Thơ, trong 5 ngày nghỉ vừa qua, có khoảng 93.000 lượt khách lưu trú tại các khách sạn khu nghỉ dưỡng. Công suất phòng bình quân các cơ sở lưu trú đạt khoảng 75-90%. Riêng các cơ sở lưu trú 4-5 sao và các cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm thành phố, công suất bình quân khoảng 85%.